Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với livestream của em ngày hôm nay. Hello, xin chào cả nhà nhé. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về một chủ đề, đó là làm thế nào mà chúng ta có thể bắt đầu tập luyện bộ môn aerobic, bắt đầu có thể tự tập thể dục tại nhà nếu như bạn là một người chưa tập thể dục bao giờ. Nếu mà các chị em chúng ta ở trong livestream này có ai mà chưa tập thể dục bao giờ thì hãy comment số 1 cho em biết nhé. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về chủ đề này. Em xin phép 1-2 giây để chia sẻ cái livestream này vào trong nhóm nhé. Cái livestream ngày hôm nay thì sẽ dành cho mọi người chưa tập luyện thể dục bao giờ. Chúng ta hãy xem cái livestream này nhé. Trong livestream của em có ai chưa tập thể dục bao giờ không ạ? Hãy comment số 1 cho em biết nhé. Nếu mà các chị em là những người tập thể dục thường xuyên rồi thì chúng ta sẽ không có gì phải nói với nhau đúng không? Em cảm ơn cả nhà đã thả tim cho em. Không có ai comment số 1 à? Tức là chúng ta đều là những người rất là chăm chỉ tập luyện đúng không? Giờ này cả nhà đã ăn tối chưa ạ? Ai không có ai comment số 1 luôn. Tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cho em oanh hỏi lại nhá. Trong livestream ngày hôm nay của chúng ta thì có ai là chúng ta chưa tập luyện thể dục thể thao bao giờ không ạ? Trong suốt cuộc đời của mình chưa tập luyện bao giờ thì hãy comment số 1 cho em biết đi ạ. Em chào chị Quyên. Em chào tất cả các chị nhá. Tuyệt vời quá, không có ai, vậy chúng ta có câu chuyện này muốn nói với nhau đúng không ạ? Tuyệt vời quá, rất là tuyệt vời bởi vì Facebook của em Oanh là hầu như kết bạn với tất cả các thành viên, các clip bạn bè của em Oanh, hầu như tất cả mọi người đều là những người dân thể thao. Rất là tuyệt vời, cô Xuân Mai chưa về hả cháu? Cháu chưa cô ạ, cháu tranh thủ sau khi ca tập và live stream chia sẻ với mọi người luôn. Ok. Mọi người có muốn em chia sẻ về chủ đề này không ạ? Nếu như tất cả chúng ta đã tập luyện thể dục thể thao rồi. Rất tuyệt vời. Mọi người có muốn nghe về chủ đề này không ạ? Livestream dành cho những người mà chưa tập thể dục thể thao bao giờ. Và nếu mà chúng ta tập thể dục thể thao rồi thì chúng ta đúng không ạ? Ấy à, không có ai luôn. Mọi người có muốn em nói về chủ đề này không? Hình như là chủ đề này như là không đúng đối tượng đối với Facebook của em đúng không? Tất cả hầu như Facebook của em đều là những người rất là yêu thích thể dục thể thao, bởi vì những người yêu thích thể dục thể thao thì chúng ta mới có thể bắt sóng cùng với nhau và chúng ta có thể kết bạn với nhau đúng không? Chúng ta mới kết nối với nhau đúng không ạ? Mấy hôm nay cô bận không đi tập được, hẹn cháu thứ hai nha. Ok, cô Xuân Mai ạ. Hẹn cô chiều thứ hai ạ. Hôm nay lớp cũng khá đông đấy ạ. Mọi người đang ăn cơm.
chị đang nghe em chia sẻ đi. Chị Phương Đặng. À ok, chị Phương Đặng đúng không ạ? Ok. Vậy thì em anh vẫn chia sẻ chủ đề này nhá. Và nếu như sau cái livestream này, nếu mà vâng ạ. Cô ơi, cô đóng cho cái cửa vậy ạ? Cô đóng cho cái cửa. Đóng cho cái cửa, vâng. Ok. Vậy thì em anh sẽ chia sẻ cả nhà về chủ đề này đúng không ạ? Trước đây thì từ hồi cấp 3, em muốn kể với các chị em, tất cả mọi người một câu chuyện là từ hồi cấp 3 thì em anh đã, từ hồi bắt đầu mình lớn, mình mới lớn là mình đã bắt đầu đi tập thể dục, em đã đi tập võ, em đã tham gia một cái lớp học võ. Và ở trường hồi cấp 3 ấy, thì tất cả lớp các buổi học thể dục ấy, thì hầu như tất cả những buổi học đó thì em đều tham dự đầy đủ hết. Không chừa một ngày nào cả. Vậy tự mình tự nhận là mình là một người rất là thích tập thể dục. Có ai từ hồi cấp 3 đã trốn học thể dục không ạ? Nếu mà có thì comment cho em biết nhá. Sau đó thì khi mà em lên đại học thì là em biết đến bộ môn aerobic, và từ đó thì em cũng đã tập luyện, rồi sau đó thì là giảng dạy bộ môn aerobic luôn cho đến bây giờ. Hiện tại thì em vẫn đang giảng dạy bộ môn aerobic. Điều đó thì có nghĩa là gì? Điều đó thì có nghĩa là hàng ngày em đều tập luyện thể dục, hàng ngày em đều vận động cơ thể, và hàng ngày em đều vận động cơ thể mình đúng không ạ? Và cái điều đó nó là một cái nếp sống của em rồi, là một cái thói quen sinh hoạt cũng như là một cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày của em rồi. Và nếu như một ngày mà em không có thể dục thể thao thì em cảm thấy rất là khó chịu trong người và cảm thấy rất là bứt rứt trong người. Nếu như mà các chị em chúng ta chưa tập luyện thể dục thể thao bao giờ thì em nghĩ là đó chỉ là một vấn đề về thói quen thôi đúng không ạ? Nó chỉ là một vấn đề về thói quen. Và nếu như chúng ta thay đổi một cái thói quen xấu sang một cái thói quen một cái thói quen không tốt sang một cái thói quen tốt thì điều đó sẽ rất là tốt đúng không ạ? Một cái thói quen không tốt là chúng ta chưa tập luyện thể dục thể thao bao giờ, và một cái thói quen tốt là chúng ta tập luyện thể dục thể thao hàng ngày, thì điều đó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và một cái livestream khác thì em sẽ chia sẻ những cái lợi ích của việc tập luyện thể dục đối với cái sức khỏe của chúng ta, đối với cuộc sống, cũng như là đối với cái nguồn năng lượng của chúng ta đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì em anh sẽ chia sẻ một số tip nhỏ để khi mà các mọi người có thể bắt đầu hình thành cái thói quen tập luyện mỗi ngày thì mình sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Ok. Có ai em biết là hầu hết tất cả những người những chị em, những anh em, những bạn bè đang xem cái livestream của em hầu như đều là những người đã tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Nếu như là trong livestream này có ai mà chưa tập bao giờ thì hãy comment số 1 để cho em biết là em đang nói chuyện với đúng đối tượng. Nhá. Ok. Ok, vậy thì nếu như mà mình bắt đầu tập luyện ở nhà mà không có ai hướng dẫn, cũng như là mới bắt đầu những bước đầu tiên để tập, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì là cách tập ý, thì hãy chọn một bộ môn các chị em, các xin lỗi em hay nói là chị em, hãy chọn một bộ môn mà mọi người thích tập, thì mọi người cảm thấy mình thích và cảm thấy mình phù hợp thì hãy bắt đầu với nó. Ví dụ như là nếu như mọi người thích tập yoga thì mọi người hãy bắt đầu với môn yoga. Và nếu mọi người thích aerobic như em thì mọi người hãy bắt đầu với bộ môn aerobic. Và nếu như mình là con trai thì mình bắt đầu với gym, mình tập một số bài về tạ đúng không ạ? Và chúng ta sẽ mở những clip trên YouTube đơn giản, những cái video rất là đơn giản để tập theo đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể là mua các khóa học ở bên ngoài, mua các khóa học ở trên internet để chúng ta tập theo các khóa học đó, thì nó cũng rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Và em anh có một kênh YouTube chia sẻ các bài tập aerobic miễn phí dành cho các chị em. Nếu như các chị em muốn tập aerobic, bắt đầu tập luyện bộ môn aerobic thì có thể search cái kênh YouTube của em trên YouTube nhá, là tên của kênh là Oanh Hay Đi, các chị em có thể xem được chưa? Chào anh Cường nhá. À,
trên kênh đó thì em sẽ chia sẻ những bài tập rất là đơn giản, rất là đơn giản và dễ dàng thôi ạ. Các chị em có thể tập theo những bài tập đó nhé. Nếu như mà các chị em thích tập yoga thì chúng ta hãy search các bài tập đơn giản, yoga đơn giản. Và mình bắt đầu với một cái level rất là dễ thôi nhá, mình đừng tập những bài khó. Và khi tập những bài khó chúng ta sẽ rất là hoang mang, cũng như là cơ thể nó chưa quen, chúng ta sẽ không thể nào mà tập luyện theo và chúng ta sẽ sợ đấy ạ. Em xin phép đọc comment một chút nhá. Đội tóc ngắn chiến thắng. Ok. Tiếp theo, sau khi mà đã lựa chọn cho mình được một bộ môn chúng ta cảm thấy phù hợp để bắt đầu tập luyện rồi thì chúng ta hãy sắm cho mình những cái phụ kiện đi kèm, những cái đạo cụ đi kèm. Ví dụ như là bộ môn của aerobic của em thì chúng ta sẽ cần một đôi giày. Chúng ta ở nhà nhưng mà vẫn phải có giày nhá. Tập ở nhà chúng ta phải có giày và nhớ là quần áo thì chúng ta sẽ phải có những cái bộ quần áo con ấy, quần áo trong ấy, chất liệu rất là chắc chắn để tập mình không gây ảnh hưởng nhá. Cũng như nếu mà có quần áo tập như em đang mặc như này thì sẽ rất là tốt. Mình đừng mặc quần áo ngủ tập nhá, thì nó không mang lại nguồn năng lượng tốt đâu ạ. Nếu như các chị em tập yoga thì chúng ta cần có một chiếc thảm, đúng không ạ? Cần có một chiếc thảm. Còn tập gym thì 1-2 cái tạ là có thể tập được rồi, đúng không ạ? Mọi người hãy comment vào livestream cùng với em nhé, để chúng ta cùng giao lưu với nhau, đúng không ạ? Chúng ta nên mặc những bộ quần áo phù hợp với bộ môn của mình. Thì khi trong cái quá trình mình tập ấy, thì mình sẽ tập nó hiệu quả và mình cảm thấy không kiểu không bị chán ấy. Được chưa? Tiếp theo, cái tip thứ ba em muốn chia sẻ với mọi người đấy là khi mà mình bắt đầu tập rồi, mình bắt đầu tập ấy, thì hãy chọn cho mình một không gian cố định ở trong nhà của mình để chỉ dành riêng cho việc tập. Việc tập rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta hãy cho nó một cái góc thật là cụ thể để chúng ta tập luyện hàng ngày nhá. Hãy chọn một cái vị trí không ai ảnh hưởng đến mình, đúng không ạ? Để mình có thể là tập trung vào tập, đúng không ạ? Cái tip thứ tư em nghĩ là cái tip sẽ là quan trọng nhất. Cái tip quan trọng nhất trong cái livestream này của em, trong cái những cái tip mà chia sẻ làm thế nào để tập luyện tại nhà, thì cái tip thứ tư là cái tip quan trọng nhất. Đấy là cái điều mọi người hãy nhớ cho em nhá. Đấy là khi mà chúng ta bắt đầu tập thể dục tại nhà thì chúng ta chỉ cái thời gian tập ấy, chúng ta chỉ tập tối đa là 30 phút một ngày thôi ạ. Tối đa là 30 phút nhá, chúng ta sẽ không tập nhiều nhá. Không tập quá là lâu nhá. Nha, nhớ cho em như vậy nhá. Đấy. Em lặp cầm một chút. Đấy, cái tip cuối cùng ấy, cái tip thứ tư ấy là cái thời gian tập luyện của chúng ta sẽ là 30 phút mỗi ngày. Chúng ta sẽ bắt đầu với 30 phút mỗi ngày. Và không, cái lúc mà mình bắt đầu mình sẽ không tập quá là lâu nhá. Và cái thời gian tập ấy thì hãy chọn cho mình một cái thời gian cố định trong ngày để dành riêng cho việc tập. Ví dụ như là chúng ta chọn buổi sáng thì hãy chọn một giờ cố định buổi sáng. Ví dụ như là 5 giờ rưỡi, đúng không ạ? 5 giờ đến 5 rưỡi hoặc là 5 rưỡi đến 6 giờ. Hoặc là nếu giờ buổi chiều thì là 5 rưỡi đến 6 giờ hoặc là 6 giờ đến 6 rưỡi. Hãy chọn cho mình một cái giờ cụ thể để chúng ta tập nhá. Chọn cho mình một cái giờ cố định. Chưa ạ? Em cảm ơn cả nhà thả tim. Ok, em biết là cái livestream này của em nói không đúng đối tượng cho lắm. Bởi vì tất cả mọi người xem live, em nhìn các cái tên xem live đều là những người tập thể dục gạo cội rồi. Em nghĩ là chúng ta sẽ chuyển chủ đề khác và một cái livestream khác mà phù hợp hơn với mọi người. Và nếu như ai mà chưa tập thể dục bao giờ thì hãy xem cái livestream này của em nhá. Và em sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Có ai có câu hỏi gì không ạ?
có ai có câu hỏi gì không ạ? À, một cái tip, một cái đường link để các, nếu các chị em thích tập luyện bộ môn aerobic thì em sẽ có một cái đường link trên YouTube, đấy là kênh Oanh Heidi. Đấy. Oanh Heidi nhá. Tên kênh của em là Oanh Heidi. Ở trên kênh thì em có chia sẻ các video bài tập aerobic cơ bản miễn phí, rất là dễ dàng để các chị em có thể tự tập, tự bắt đầu tập với bộ môn này. Rất là dễ dàng thôi ạ. Hãy search nó trên YouTube. Ok. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nếu không có câu hỏi gì thì em sẽ kết thúc cái livestream này ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong một cái livestream tiếp theo với một chủ đề khác. Ok, bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt.